Xin chào tất cả các bạn. Mọi người cũng biết, Nhật Bản là một nơi phát triển anime 2D, kỳ công và sắc sảo, à phim tinh tế. Tuy nhiên, các bạn chớ quên, Trung Quốc ngoài các bộ phim 3D kỳ ảo, tuyệt sắc, các thể loại tu tiên kỳ bí, còn là một nơi có hoạt hình 2D, chẳng kém gì Nhật Bản. Đặc biệt là về thể loại cổ trang, quân sự, kỳ bí. Và đặc biệt, những bộ phim hoạt hình 2D của Trung Quốc được rất nhiều ái mộ từ các bạn độc giả do được chuyển thể từ truyện tranh khá là nhiều và cả tiểu thuyết, do đó được fan rất ủng hộ. Và mình hôm nay sẽ tổng hợp 10 bộ phim hoạt hình 2D của Trung Quốc mà bạn không thể bỏ qua. Đại Chúa Tể, lấy bối cảnh ở Đại Thiên Thế Giới, vô số vị diện giao nhau, đó là nơi có nhiều gia tộc lâu đời sinh sống, vô tận hỏa vực, tổ cảnh, thiên kiếm thành. Bình Minh Ngày Tận Thế. Bộ phim này rất được đánh giá cao bởi người xem. Bình Minh Ngày Tận Thế là một câu chuyện nói về thời kỳ khủng hoảng của nhân loại. Khi con người đứng trên bờ vực cái chết, những nguy hiểm luôn rình rập, họ có thể bị nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Lấy bối cảnh năm 2013, khi đó xuất hiện đại dịch zombie lan tràn mọi ngõ ngách, thế giới bị bao trùm bởi bóng tối và sự diệt vong. Để tồn tại, con người phải đứng dậy đấu tranh,
tìm cơ hội sống. Đối mặt với nguy hiểm, những thây ma tàn độc luôn rình rập họ. Con đường nào tới ánh sáng? Tới ánh sáng bình minh, tự do mà họ muốn tìm. Ngoan Tây Du xoay quanh một cậu học sinh sở hữu một sức mạnh phi thường. Câu chuyện bắt đầu khi bốn thầy trò Đường Tăng vượt qua bao gian nan lấy được chân kinh, trở về lại gặp cường địch cướp chân kinh. Tôn Ngộ Không đã chiến với cường địch thần bí bị thất bại. Bốn thầy trò rơi xuống một nơi không rõ. Trong lúc rơi, Tôn Ngộ Không bất ngờ nhập vào cậu học sinh cấp 2, từ một người bình thường bỗng chốc sở hữu sức mạnh siêu nhiên, sở hữu 72 phép thần thông khoáng cổ tuyệt kim của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sẽ làm gì để tìm lại sư phụ và các sư đệ của mình trong thân xác của một cậu học sinh cấp 2? Không những vậy, cuộc sống cậu bị thay đổi và những kế hoạch thất ám liên tiếp xảy ra. Anh ở vì sao xa, còn biết đến với tên gọi khác là Starphone. Câu chuyện kể về Phú Nhị Đại Bạch Hy và bạn thân Lưu Xuân Xuân. Vào một ngày nọ gặp tai nạn xe, từ đó về sau, trợ lý Hàn Trác xuất hiện là một vệ sĩ mạnh mẽ, rồi dần trở thành cánh tay đắc lực của Lưu Xuân Xuân và Bạch Hy. Câu chuyện giữa những người bạn bắt đầu, phòng trưng bày triển lãm bỗng ra điều kiện khác thường để mời Lưu Xuân Xuân mở triển lãm tranh. Sau đó, người đại diện Vương Viễn Thần cũng được thuê, thân thế bí ẩn. Bốn con người bị những âm mưu bủa vây tứ phía và những bí mật dần lộ ra. Năm ấy tôi mở vườn bách thú. Câu chuyện về cuộc đời của thanh niên Đoàn Gia Trạch có thể được xem như là không có gì nổi trội, nghèo rớt mồng tơi. Mọi chuyện thay đổi kể từ khi anh ta có được một di chúc thừa hưởng, một vườn bách thú tự nhiên. Không chỉ vậy mà còn bị bắt ép phải ký một hợp đồng chào đón các loài động vật quá dị như lục áp, đát kỷ, bạch tố kinh, hắc hùng tinh về nuôi. Kể từ đó nằm mơ cậu cũng bị ám ảnh bởi lượng khách tham quan. Nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện: dưới 21 tuổi không được tham quan lục áp. Từ đó thời đại ma pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ lần lượt xuất hiện. Trang Nhất Toàn Là Hắn được biết đến là một bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả U Linh, là câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của nhóm nhạc FLY. Có chỉ số thực lực và nhan sắc cao đều cùng với nhóm nhạc Blackheart với phong cách ngầu bá cháy và nhóm nhạc Sứ Xanh mới debut với bốn tiểu thành viên ngày càng phấn đấu gian khổ, là một bộ phim nói về giới showbiz của họ. Phim mang phong cách hài hước, chân thực và rất gần gũi với đời sống. Hầu hết các nhân vật đều là nghệ sĩ nên ta có thể bắt gặp hiện tượng thường thấy ở giới giải trí. Đại sư huynh nhà tôi trong não có hố. Chắc hẳn các bạn sẽ bất ngờ vì một cái tên như này, phải không? Nhưng yên tâm, sẽ thấy hoàn toàn khác khi xem bộ phim này. Đây là một bộ phim hài hước nói về Đông Phương Tiêm Vân xuyên vào thế giới tu tiên, trở thành đại sư huynh của Tiêu Dao Môn. Đông Phương Tiêm Vân thế mà lại xuyên vào vai không có thiết lập, không phù hợp làm nam chính trong tiểu thuyết. Trải qua một phen thử nghiệm, hắn quyết tâm phải ôm chặt đùi của người được thiết kế làm nam chính, Ấn Phi Tinh. Để được hảo hảo sống tốt, Đông Phương Tiêm Vân, Ấn Phi Tinh và một tam sư muội tinh quái, một tiểu sư đệ hoạt bát đáng yêu sinh hoạt ở Tiêu Gia Môn, quậy long trời lở đất.